Còn là ai em đi thăm của anh thì học như vậy mà phải tiện nha. Học ai mới học tiên mày thằng lý nào không có sai gì cái này càng mối ạ. Thấy ghế anh nhận đơn cho anh con đi tăng thêm một áo rồi. Thầy thầy thoát đá lại đá thôi. Nè, hạ pi hay thọt hạ bầy thôi ta. Cũng sao lấy bàn bàn thọt. Ơi, trai cái thọt mua những tao anh là vòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.